Kaylin xin được chào mừng quý vị đang theo dõi kênh MC Kaylin USA với chương trình Chuyện gì hot. Nếu quý vị là những khán giả mới thì quý vị có thể đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những tin tức cập nhật mới nhé. Và đừng quên giao lưu tương tác với MC Kaylin qua trang Facebook MC Kaylin USA. Thưa quý vị, thì trong suốt những ngày qua thì Khánh Linh có cập nhật đến quý vị những cái thông tin về những tiểu bang của toàn nước Mỹ, những cái tiểu bang nào đang có những lệnh giới nghiêm, những cái tiểu bang nào đang chuẩn bị rục rịch cho cái việc đóng cửa lần thứ hai. Thì ngày hôm nay trong video này, Khánh Linh xin chia sẻ những cái thông tin mới nhất về tiểu bang California. Tại vì ông thống đốc của tiểu bang này là ông Gavin Newsom đã ra một cái lệnh chính thức luôn là Limited Stay at Home Order, có nghĩa là giới hạn lệnh ở nhà, mà giới hạn thôi nha quý vị. Thì vẫn có một vài cái business vẫn còn được mở cửa, nhưng mà thường đa số những cái business sẽ bị đóng cửa hay là không được cho mở lại ở trong nhà nữa. Thì xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, hiện tại thì Khánh Linh đang vào cái trang web của chính thức của tiểu bang Cali, đó là covid19.ca.gov. Thì trong đây người ta có một cái bản đồ nha, bản đồ. Nói chung mình nói cái gì phải nói cái sách mới có chứng, đúng không, để cho đừng ai nói là mình nói fake news hay là những cái tin không có cái nguồn chính thức. Thưa quý vị, thì hiện tại quý vị thấy đó, những cái quận hạt nào mà có màu tím như vậy là những cái quận hạt sẽ có cái lệnh mà limited stay at home, lệnh ở nhà. Những cái business nào không phải là những business cần thiết thì cần phải chấm dứt giờ hoạt động từ 10 giờ tối cho đến 5 giờ sáng trong vòng 1 tháng nha quý vị. Có nghĩa là ngày hết hạn là ngày 21 tháng 12, có nghĩa là bắt đầu từ thứ bảy tuần này là ngày 21 tây ha, thì bắt đầu cái lệnh này vào lúc 10 giờ đêm nha. Thì bắt đầu cái lệnh này, và 41 quận này thì có cái số dân cư ngụ chiếm 94% của tiểu bang Cali, 94% dân số của tiểu bang Cali thưa quý vị. Wow, rất là lớn và rất là đông luôn quý vị ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ theo dõi quý vị nhé. Thì quận hạt Siskiyou County ha, thì sẽ có rất là nhiều những cái thường là màu tím đó quý vị, thường là màu tím là những cái business mà bên trong nhà nó không được mở bên trong nhà, nếu những business đó là non essential, có nghĩa là không cần thiết. Không cần thiết giống như là quán bar nè, phòng gym nè, chơi bowling nè, cinema nè, có phim, chiếu phim hay những cái trò chơi giải trí đó, thì những cái business đó không cần thiết ha, thì sẽ phải bị đóng cửa những cái hoạt động ở trong nhà. Và cái lệnh giới nghiêm là từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng thưa quý vị. Rồi Trinity County, Shasta County, những cái nơi này quý vị có ở trong đó thì quý vị cũng nên theo dõi nha. Tehama County, Mendocino County. Thì sau khi mà Khánh Linh đi một lượt hết 41 quận hạt này rồi thì Khánh Linh sẽ hướng dẫn cho quý vị cái cách làm sao để mình biết là cái quận hạt của mình có cho phép tiệm nail, tiệm tóc hay bất cứ gì business nào được mở cửa hay không. Khánh Linh sẽ hướng dẫn quý vị luôn quý vị nhé. Hãy chờ một chút xíu quý vị nha. Clan County, Butch County, Nevada County, Placer County, El Dorado, Sacramento, Placer, Yuba, Shutter, Yolo, Napa, Sonoma, Solano, Contra Costa, San Joaquin, Alameda, Santa Clara, Stanley Claus. Nếu Khánh Linh có hơi đọc lộn cái tên của cái quận hạt đó thì quý vị cũng thông cảm bỏ qua, tại Khánh Linh không có sống ở những cái nơi này nên nhiều khi có những cái tên riêng của người ta gọi cái cách khác đó. Madera, Mers, San Benito, Monterey, San Luis Obispo County, Kern, Tulare, King, Fresno, Santa Barbara, Los Angeles, Ventura, San Bernardino, Riverside, Orange County. Thưa quý vị, rất đông người Việt sinh sống đây. San Diego, Imperial. Rồi đó quý vị, đó là khoảng 41 nha. Đây người ta cũng nói luôn, màu tím là có 41 quận hạt, và màu đỏ là cũng... nói chung là cũng rất là spread out, cũng là bị nhiễm rất là nhiều. Thì 11 quận hạt chiếm khoảng 5% của dân số Cali.
Còn những cái màu khác á, thì đỡ hơn, thì người ta không có cấm nhiều. Nhưng mà quý vị thấy không, 94% dân số của tiểu bang đã bị ảnh hưởng rồi. Và sau đây Khánh Linh xin giới thiệu đến quý vị một cái phần khác để mà quý vị có thể xem coi là ở cái quận hạt của mình, tuy là nó màu purple như vậy, thì có được mở cửa những cái business nào hay không để mình có thể check ha quý vị nha, để mình đỡ lo hơn. Thưa quý vị, thì khi quý vị vào cái website nó gọi là covid19.ca.gov, nếu mà quý vị muốn chính xác vào luôn ngay cả cái trang web này directly đó, thì bấm luôn dùng cái link là Safer Economy ha, giống y chang như vậy đó. Khánh Linh đánh xong quý vị đánh giống như vậy ha. Thì ở đây người ta có một cái thông báo luôn nè, New stay at home requirement, là những cái điều kiện cho cái lệnh stay at home, là cái lệnh ở nhà mới của những cái quận hạt đang nằm trong cái màu tím đây ha. Thì họ nói bắt đầu là ngày 21 tháng 11 năm 2020, tất cả những cái công việc, những cái hoạt động, những cái business nào mà không có cần thiết, non essential ha, thì phải stop, phải ngừng lại từ 10 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng nha. Thì cho nên quý vị cũng nên lưu ý để mình biết mình không có bị phạm luật ha, tại bị phạt tiền đó nha quý vị, bị phạt tiền đó, cho nên cẩn thận quý vị ơi. Thí dụ bây giờ Khánh Linh thể chọn là Orange County đi, nơi người Việt Nam mình ở rất là nhiều, thì mình chọn vào cái chỗ cái county mà mình ở nha, Orange. Rồi xong qua đây mình sẽ chọn cái ngành nghề. Thí dụ mình nói là nail đi. Sorry quý vị, qua đây chút xíu. Rồi nail đi, nail salon nè. Quý vị bấm vào nail salon nè, quý vị bấm vào cái nút màu xanh này ha. Thì sau khi quý vị nắm vào cái nút màu xanh thì ở dưới đây người ta nói nè, quận Orange là đang nằm trong cái màu tím nè, đúng không? Có nhiều những cái business không cần thiết, indoor là đóng trong nhà đó, mở thì sẽ phải bị đóng thôi nha. Rồi ở đây nail salon được mở cửa indoor là quý vị, can open indoor with modification, là phải thêm một cái luật lệ nào đó mà người ta đưa ra, nhưng mà vẫn được mở cửa trong nhà quý vị nha. Rồi nếu quý vị muốn thử thêm một cái khác, ví dụ như bây giờ quý vị ở San Francisco, rồi quý vị muốn chọn thử hair salon đi, hair, thì quý vị chọn hair salon ở đây, quý vị bấm vào cái nút màu xanh thì nó cũng sẽ ra cho quý vị biết luôn này, cũng nằm trong cái màu tím ha, là cũng có một vài những cái business muốn mở cửa bên trong mà không cần thiết phải đóng đóng cửa ha, không có được mở nha đây. Nhưng mà đối với hair salon là tiệm tóc hay là tiệm barber shop á, các tóc nem á, thì vẫn có thể được mở cửa indoor với những cái điều khoản, điều lệ, điều luật gì đó mà người ta đưa ra cho cái tiệm đó phải theo ha. Rồi hy vọng là cái video này đã cho quý vị biết thêm, những ai đang ở Cali hay là chúng ta có bạn bè ở Cali, người thân ở Cali, chúng ta chia sẻ cái video này để họ biết cái cách mà họ có thể tìm được là nơi cái chỗ tiểu bang, để họ biết được là làm sao để mà biết là cái chỗ quận hạt của mình có bị liệt kê vào cái màu màu tím hay không, là có lệnh giới nghiêm hay là cách ly như thế nào đó. Rồi mình cũng biết luôn là cái business của mình mở có được mở cửa hay không trong nhà hay như thế nào, để quý vị biết thêm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin mời quý vị cùng đăng ký kênh cũng như là bấm vào cái chuông và like share cái video này quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thật là nhiều, chúc quý vị một ngày thật an vui và lúc nào cũng luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe để tránh cái căn bệnh COVID-19 cho mình và cả gia đình của mình nữa nhé.